Hi, xin chào mừng tất cả các bạn. Với 700.000 đồng, bạn sẽ có ngay một chiếc ấm bình đun siêu tốc bằng thủy tinh trong suốt sang trọng như thế này. Với dung tích 1,5 lít đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng và công suất 1.500 W, tiện ích, nhanh chóng và tiết kiệm điện. Chắc chắn đây sẽ là một thiết bị mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Nếu không tin, hãy xem hết video ngày hôm nay nha. Và đây, trên tay của mình đang cầm là một chiếc ấm bình đun siêu tốc đến từ thương hiệu Tempur-Max. Với mã số là Q048, thì như các bạn nhìn thấy là một cái thiết kế khá là nhỏ gọn và rất là đẹp mắt. Với cái bình thủy tinh như thế này thì mình dễ dàng theo dõi được lượng nước bên trong cũng như là tình trạng của nó. Và mình nghĩ đây sẽ là một cái chiếc bình phù hợp với những cái văn phòng hoặc là những cái phòng khách để mà mình bật lên và mình để trà vào thì cực kỳ sang trọng để mà mình tiếp khách. Và đây là một lớp thủy tinh là borosilicate, có khả năng cách nhiệt tốt cũng như là nó bền bỉ. Nhưng mà mình thấy thì nếu mà bạn nào hơi ẩu giống như mình thì đây sẽ là một cái chiếc bình mà nó rất là dễ vỡ nếu mà mình rơi xuống bằng thủy tinh như thế này. Và cái chất liệu bên ngoài sẽ là thép không rỉ 304, vì vậy là nó khá bền bỉ với một cái thời tiết cũng như là cái khi mà có tiếp xúc với nước thì nó sẽ không có bị rỉ sét, thời gian sử dụng sẽ bền và lâu hơn. Và tay cầm hình chữ nhật thế này thì mình cầm khá là chắc chắn các bạn, rất là dễ chịu, các bạn thấy không? Và ở đây sẽ là một cái nút để mà mình điều chỉnh á, nó sẽ có một cái hệ thống đèn LED ở chỗ này, một hồi nữa thì mình sẽ bắt lên và cho các bạn xem. Còn nắp ấm thì khá là rộng. Đây, mình có thể cho nước vào rất là dễ và mình có thể tháo rời như thế này để dễ dàng lau chùi bên trong. Đó, mình chỉ cần đậy lại. Với công suất 1.500W thì cái thời gian mà để làm sao thì cực kỳ nhanh. Và bên cạnh đó thì nó tiết kiệm điện cho chúng ta. Vì vậy mình nghĩ đây sẽ là một thiết bị nó hỗ trợ tốt cho gia đình của mình. Và rồi, bây giờ để cho các bạn có cái nhìn trực quan nhất thì mình sẽ nấu nước và mình canh thời gian cho các bạn xem nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian của chúng ta. Và chiếc bình này thì ở phía này nó sẽ có hiển thị những cái thông số về lượng nước mình cho vào. Thì đây là cũng sẽ là một cái tiện ích khi mà mình cần một cái lượng nước bao nhiêu á, pha sữa hoặc là mình làm cái gì đó thì mình có thể canh trên này luôn các bạn. Tới đây sẽ là 1,5 lít và mình cũng có thể cho thêm một miếng cũng không sao đâu. Rồi bây giờ là mình đun tối đa là 1,5 lít luôn để xem thời gian nó bao lâu. Rồi, đây là cái phần đế thì nó khá là an toàn với cái nguồn dây rất là chắc chắn như thế này các bạn, cũng là đầu ba chấu. Và mình thấy cái thiết kế của Tempur-Max này thì nó cũng giống như là những cái chất liệu của nhà Xiaomi. Sau khi mà mình kết nối nguồn điện thì mình chỉ cần ấn cái nút này một cái, nó sẽ hiển thị một cái đèn LED màu cam này các bạn thấy không? Và bây giờ thì mình sẽ bật đồng hồ lên và canh cho các bạn xem luôn thử nó bao nhiêu phút. Đây các bạn thấy không, mình có thể nhìn rõ bên trong rất là đẹp mắt luôn nè. Bây giờ thì nước đã bắt đầu tạo cái dòng đó luôn rồi nè. Rồi các bạn, bây giờ nước chúng ta đã bắt đầu sôi mạnh rồi, các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp. Vậy là ấm đã tự động ngắt khi mà nước sôi để tránh cái trường hợp là mình đun khô nước hoặc là hỏng thiết bị, và đồng hồ cũng đã dừng lại ở hơn 5 phút. Thì mình thấy với 5 phút mà mình đun được một cái bình nước 1,5 lít như thế này thì quá là tiện lợi rồi các bạn. Mỗi buổi sáng thức dậy mình có thể pha cà phê, pha trà rất là nhanh chóng. Còn bây giờ cái chiếc bình này thì mình thường dùng ở phòng khách và phòng tiếp khách của văn phòng công ty. Vì vậy mình sẽ cho trực tiếp trà vào đây luôn. Và đây các bạn, với một chiếc bình thủy tinh như thế này, mình để trong phòng khách và phòng công ty của mình thì cực kỳ sang trọng và tiện lợi. Khi mà mình cho trà trực tiếp vào đây thì nó khá là đẹp. Và khi mà mình để ra như thế này thì nó cũng tương đối là nóng như các bạn. Vì vậy đây cũng là một cái hạn chế so với những cái chiếc bình của nhà Xiaomi, với một cái lớp bên ngoài là 3 lớp cách nhiệt và nó sẽ không có một chút nào nóng. Còn chiếc bình này thì nó hơi nóng nha, cũng nóng đấy. Và mình thấy đây cũng là một cái hạn chế khi mà trong gia đình mình có trẻ nhỏ mà mình sử dụng chiếc bình này thì khá là nguy hiểm. Nên các bạn lưu ý và cân nhắc, nếu mà mình sử dụng thì nên để ở vị trí cao và xa tầm tay cho em nha. Và thêm một cái mà mình thấy nó chưa đáp ứng được cho nhu cầu sử dụng của mình nữa, đó chính là cái khả năng giữ nhiệt của nó thì khá là thấp, cái thời gian rất là ngắn, nó chỉ từ 1 đến 2 giờ thôi. Còn với những chiếc bình kia thì mình sẽ giữ nhiệt được lâu hơn. Còn mình thì dùng chiếc bình này dùng để pha trà, pha cà phê, đặc biệt là để pha sữa cho con nhỏ, hoặc là mình có thể vệ sinh những cái vật dụng trong gia đình có trẻ sơ sinh, và chỉ vậy thôi. Và vừa rồi thì trong video này mình đã mang đến một cái chiếc bình Tempur-Max với mức giá chỉ 700.000 đồng bằng thủy tinh, và thời gian đun thì cực kỳ nhanh, chỉ với 5 phút và 1.500W, tiết kiệm được cái điện năng của mình
và bên cạnh đó thì dung tích khá là lớn là 1,5 lít đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng thông thường trong gia đình của mình. Và mình nghĩ rằng đây là một thiết bị mang đến những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, cũng là những cái tiện ích rất là bất ngờ cho các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm sản phẩm thì có thể comment ngay bên dưới để nhân viên của Chính Tài Mobile có thể tận tình tư vấn cho các bạn, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại địa chỉ như sau: 147-149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là 128-130 đường Hậu Giang, phường 6, quận 6 nha. Giờ đây thì đừng quên nhấn like và subscribe để chờ đón những thiết bị công nghệ mới nhất đến từ nhà Chính Tài Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.